Xin chào các bạn, video hôm trước thì mình có chia sẻ với các bạn về nguồn gốc xuất xứ của miếng đậu sinh học mình đang cầm ở trên tay. Và video này thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về những khách hàng có chỉ định phẫu thuật tăng kích thước cậu nhỏ bằng miếng đậu sinh học Vegadum. Ngoài ra thì mình cũng có chia sẻ thêm đối tượng khách hàng mà có cái chống chỉ định về phẫu thuật đặt miếng đậu sinh học Vegadum. Mình đi vào phần đầu tiên là những chỉ định về phẫu thuật đặt miếng đậu sinh học Vegadum. Đó là những đối tượng khách hàng có nhu cầu tăng kích thước cậu nhỏ, vì đây là một cái phẫu thuật thẩm mỹ nam khoa nên nó cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu. Và một số những khách hàng có cái bệnh lý cậu nhỏ mà nhỏ hơn so với kích thước cậu nhỏ trung bình, sẽ đi vào từng tình trạng cụ thể luôn. Tình trạng thứ nhất đó là kích thước của cậu nhỏ nhỏ hơn so với bình thường, micro penis. Đây là trường hợp mà cậu nhỏ có chu vi và chiều dài nhỏ hơn 2,5 độ lệch chuẩn so với kích thước cậu nhỏ trung bình. Trường hợp thứ hai đó là người có kích thước của cậu nhỏ không cân xứng với cơ thể, ví dụ như béo phì này hoặc là bụng to, làm cho cậu nhỏ của các bạn ngắn hoặc là thụt vào bên trong, hoặc là lớp mỡ ở vùng mu dày lên khiến cho cậu nhỏ của chúng ta bị vùi vào bên trong thì cũng có chỉ định phẫu thuật. Còn có các trường hợp bị chấn thương gây biến dạng làm kích thước của cậu nhỏ nhỏ lại thì cũng có chỉ định phẫu thuật. Ngoài ra thì còn chỉ định nữa, đó là về những bạn thực sự là mong muốn là cải thiện kích thước của cậu nhỏ để làm sao mà chất lượng tình dục của chúng ta tăng lên, vì đây là một trong những phẫu thuật thẩm mỹ nam khoa. Và mình sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là phần chống chỉ định để phẫu thuật, có nghĩa là không nên hoặc là không được phẫu thuật đặt miếng đậu sinh học Vegadum. Không phải trường hợp nào chúng ta muốn là cũng được đâu nhé. Thì mình sẽ chia sẻ luôn cụ thể trong những trường hợp sau. Thứ nhất, đó là người đang có bệnh nhiễm trùng toàn thân hoặc là nhiễm trùng tại chỗ ở bộ phận sinh dục. Khách hàng bị bệnh đái tháo đường điều trị nhưng không ổn định nhé. Đái tháo đường điều trị không ổn định. Còn nếu điều trị ổn định rồi thì vẫn có thể làm được. Và một số các bệnh lý không được làm phẫu thuật, ví dụ như dị ứng với thuốc tê này. Ở đây thì chúng tôi không có gây mê nhé, chúng tôi chỉ gây tê tại chỗ thôi. Và tiếp theo đó là tình trạng rối loạn đông cầm máu, cũng sẽ là một trong những cái yếu tố không nên và cũng không được chỉ định trong phẫu thuật. Mình vừa chia sẻ với các bạn về chỉ định và chống chỉ định về phẫu thuật tăng kích thước cậu nhỏ. Và các bạn có những câu hỏi nào vui lòng comment ngay bên dưới để mình sẽ tiếp tục làm những cái video để chia sẻ với các bạn về phẫu thuật tăng kích thước cậu nhỏ bằng miếng đậu sinh học Vegadum, làm cho cậu nhỏ của chúng ta dài ra và to ra. Xin cảm ơn các bạn.